vinh danh và trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền cho phong trào giáo dân hải ngoại tổ chức tại Houston, Texas. Hôm nay vinh danh chánh trị sự đạo cao đài Hứa Phi và linh mục Phan Văn Lợi. Kính thưa quý vị, tôn giáo là một cái nhu cầu thiết yếu không chỉ của các cá nhân mà còn là của toàn xã hội. Các tôn giáo là những môi trường giáo dục lương tâm, đào tạo con người trở nên những công dân tốt, giúp con người sống đúng đạo lý. Kính thưa quý vị, đạo lý là yếu tố vô cùng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của quốc gia. Đến nỗi cổ nhân chúng ta có câu: đạo mất trước, nước mất sau. Người dân trong một nước mà sống không có đạo lý thì đất nước sẽ rối loạn, tụt hậu, thoái hóa và dần dần đi đến suy vọng. Điều này chúng ta thấy rất là rõ như tại Việt Nam hiện nay. Từ ngày đất nước lọt vào tay cộng sản, đạo đức xuống dốc một cách thê thảm, kéo theo tình trạng tham nhũng tụt hậu, thậm chí bị lệ thuộc ngoại bang một cách trầm trọng, dẫn tới nguy cơ mất nước đã gần kề. Trái lại, những cái quốc gia mà đặt nặng đạo lý, khuyến khích và giáo dục người dân sống theo đạo lý thì những quốc gia ấy trở nên cường thịnh, người dân được sống trong hòa bình hạnh phúc, cụ thể như Nhật Bản, Nam Hàn, vân vân. Tôn giáo cần thiết như thế, nhưng trong chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, tôn giáo đang bị chế độ vô thần đàn áp một cách tàn bạo. Mục đích của chế độ là tiêu diệt tôn giáo, mà không tiêu diệt được thì tìm cách biến chất tôn giáo, biến các tôn giáo trở thành công cụ phục vụ cho chế độ. Đoàn thể tôn giáo nào mà họ không biến chất được thì bị đàn áp một cách thẳng tay. Trước áp lực về nhân quyền, kính thưa quý quan khách, trước hết cho tôi có vài lời cảm ơn anh MC và các bạn. Bởi vì không thì nhớ, tôi còn nhớ cách đây 8 năm khi tới thành phố Houston để tổ chức lễ trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2010, thì chính anh và chị Ân Lan đã đóng vai trò MC rất xuất sắc, góp phần cho buổi lễ được thành công. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Không ngờ hôm nay là gặp được anh. Kính thưa quý vị, để trình bày về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam có nhiều cái vị trí nhìn. Một nạn nhân bị hành hạ, bị chà đạp vì tự do tôn giáo có thể cho chúng ta một cái nhìn cụ thể và phong phú về những kinh nghiệm đau thương mà nạn nhân đã trải qua. Hôm nay, với tư cách là một người có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm, tôi xin được tóm tắt việc Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo trong ba lĩnh vực, trong những cái lý do, phương thức mà Cộng sản đã dùng. Thưa quý vị, thì quyền nhân quyền và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo là một quyền tự nhiên, tuy nhiên không phải tự nhiên mà có. Nhân loại đã phải đấu tranh qua nhiều thời đại mới có được điều đó. Mãi cho đến thế kỷ thứ 18, quyền tự do tôn giáo mới được ghi vào hai văn quyền quan trọng. Thứ nhất là bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1789, và hai năm sau đó chúng tôi đã ngưỡng mộ suốt trong cuộc đời sinh hoạt của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi đứng trước một cử tọa đoàn đông đủ những thành phần yêu nước chân chính, là những thành phần trí thức, là những thành phần sĩ phu. Họ là những người yêu nước thật sự và họ đã chứng tỏ qua hành động. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa quý vị lãnh đạo tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo các tổ chức cộng đồng, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây chúng
tôi xin được hân hạnh kính mời kỹ sư Đỗ Như Điện, quản nhiệm đài phát thanh Đáp Lời Xuống Núi phát thanh về Việt Nam và là thành viên ban thường vụ phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại. Ông hiện định cư tại San Diego, tiểu bang California. Và chúng tôi cũng xin kính mời bác sĩ Đỗ Văn Hội là thành viên chủ tịch ban chấp hành hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại, hiện định cư tại Florida. Thưa quý vị, kỹ sư Đỗ Như Điện sẽ thay mặt phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại để trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018 cho chánh trị sự Nguyễn Phi, và bác sĩ Đỗ Văn Hội sẽ đại diện cho chánh trị sự Nguyễn Phi nhận giải. Xin mời. Việt Nam hải ngoại long trọng vinh danh và trao tặng giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018 đến chánh trị sự Hứa Phi đã bất chấp huyền nghi dũng cảm đứng lên bảo vệ chánh pháp của Cao Đài Giáo chân truyền trước âm mưu lũng đoạn và đàn áp từ bảo quyền Cộng sản Việt Nam, tuyên dương ngày 17 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại, hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2018 là ngày vinh danh tất cả những người đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Từ khi chế độ cộng sản xuất hiện trên thế giới, chủ nghĩa cộng sản đã tiêu diệt nền đạo đức của nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản làm cho nhân loại đi vào cái cảnh bế tắc, không còn cái sự phát huy và tổ chức trong phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại. Ông hiện đang định cư tại San Diego, Nam California. Ông sẽ bước đến đây để tuyên dương linh mục Phan Văn Lợi và trình bày cùng quý vị lý do vì sao linh mục Phan Văn Lợi được chọn để trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018. Xin kính mời. Xin cảm ơn MC Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa quý vị, chúng tôi mạn phép đọc lời vinh danh linh mục Phan Văn Lợi. Kính thưa toàn thể quý vị, mặc dù đã hoàn tất chương trình tu học và đang chuẩn bị nhận chức linh mục, thầy Phan Văn Lợi đã bị nhà cầm quyền Cộng sản trục xuất khỏi Đại chủng viện Xuân Bích tại Huế vào năm 1978. Đến năm 1981, thầy Phan Văn Lợi đã được Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thoàn bí mật truyền chức linh mục tại giáo xứ Giang Xá. Mời Hòa Thượng Thích Huyền Việt, chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại và là thành viên Hội đồng Liên tôn tại Houston, ngài đang trụ trì tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston. Thưa quý vị, linh mục Vũ Thành sẽ đại diện phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018 cho linh mục Phan Văn Lợi, và Hòa Thượng Thích Huyền Việt sẽ thay mặt linh mục Phan Văn Lợi để nhận giải. Chúng tôi xin kính mời linh mục Vũ Thành.
Trân trọng kính thưa quý ngài, toàn thể quý vị, xin được tuyên đọc cái ý nghĩa của bản vinh danh này. Phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại long trọng vinh danh và trao tặng giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018 đến linh mục Phan Văn Lợi, để dũng cảm dấn thân và kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo cho toàn dân Việt Nam, tuyên dương ngày 17 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin trân trọng. Xin thưa ngay rằng tôi cảm thấy mình chưa xứng với vinh dự đó. Nhiều vị tranh đấu cho tự do tôn giáo trong nước đã nhận giải này hơn tôi. Nhưng tôi hết lòng cảm ơn phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại vì sự khích lệ động viên mà quý vị đã dành cho tôi, cũng như đã dành cho nhiều cá nhân và tập thể tại quê nhà từ năm 2010 đến nay. Như thế gọi, giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền là một lời nhắc nhở cho đồng bào cũng như quốc tế biết, tại Việt Nam hiện thời, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản độc tài, phong chế độ Marxist vô thần duy vật, tôn giáo luôn là một vấn đề lớn đối với giới cầm quyền Hà Nội. Và sự hy sinh của gần 60.000 lính tự do và đặc biệt là tài của đất nước Hoa Kỳ, công dân của Hoa Kỳ. Do vậy hôm nay đất nước chúng ta vẫn còn lầm than khổ nạn. Do đâu? Do Việt Cộng, do cái chủ thuyết không giống ai hết và toa rập với tàu cộng mà trong quá khứ đông ngàn năm đô hộ đất nước của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn miệt mài theo đuổi cái con đường thâm độc đó. Do vậy linh mục Phan Văn Lợi là một trong những vị nhân sĩ trong tôn giáo, và đây là công giáo, đã can trường đứng lên và đại diện cho tất cả những tiếng nói của chúng ta cùng với tất cả những tiếng nói khác trong cộng đồng người dân tộc Việt Nam của chúng ta trong nước lẫn hải ngoại. Do vậy hôm nay tôi cảm thấy rất là vinh dự là tôi được nhắc tới và tôi được mời tới đây để đại diện cho linh mục Phan Văn Lợi để nhận cái giải nhân quyền tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền do tổ chức Công giáo Việt Nam hải ngoại chủ trương, và cho tôi tán đồng, tôi ca tụng tất cả cái sự nỗ lực đó, và đặc biệt ở đây cho tôi xin được chuyển lời là tôi cảm phục và quý mến một vị linh mục, một vị tu sĩ của tôn giáo, đó là công giáo, linh mục Phan Văn Lợi. Xin hết lòng cầu nguyện cho ngài bình an, may mắn và có tấm lòng tình thương bao dung và có trí tuệ cao vời để đi tìm cùng với tất cả các vị nhân sĩ khác trong các tôn giáo để tìm xin lỗi cho dân tộc Việt Nam. Có như vậy thì Việt Nam chúng ta mới đứng ngẩng đầu lên ở vùng đông vùng Á Châu, như là thuở nào đó chúng ta gọi việc Sài Gòn là hồn ngọc Việt Đông, thì bây giờ không phải Sài Gòn cũng phải là Hà Nội, mà cả dân tộc Việt Nam của chúng ta, Việt Nam trên hình công chữ S, và đó là hồn ngọc Việt Đông. Và cũng xin được cảnh tỉnh với nhau rằng Việt Nam tôi đâu, nếu không còn tên gọi thì còn đâu là cội nguồn của đất nước Việt Nam. Do vậy xin được nhất tâm cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta và các nhà đấu tranh, trong đó có linh mục Phan Văn Lợi. Toàn thể chư vị, trong buổi trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền cho hai nhân kiện trên quê hương của chúng ta, đó là ngài Hương Phi và linh mục Phan Văn Lợi. Cá nhân tôi được hân hạnh đại diện linh mục Phan Văn Lợi để nhận giải. Thật sự ra tất cả chúng ta
là những người có đức tin tôn giáo. Do vậy, trong lòng của chúng ta không phải nhìn ở chỗ được mất hơn thua, cái tính toán bên ngoài, nhưng mà thể hiện cái đạo tâm, cái tâm lòng, cái từ bi, bác ái, cái thông tuệ của mình trong cái nghiệp ngã của kiếp nhân sinh, đặc biệt là nghiệp ngã của dân tộc Việt Nam. Linh mục Phan Văn Lợi, qua truyền thông chúng ta ở hải ngoại đó đây, nghe lời phát biểu và những thông tin của Ngài chia sớt trong quá nhiều những thời gian qua, chúng ta biết đến Ngài là một vị đấu tranh bất khuất và đặc biệt là một vị chức sắc tôn giáo, công giáo. Do vậy, ở đây chúng ta hết lòng ngưỡng mộ những tất cả những con người kiên định và bất khuất và sẵn sàng hy sinh cái cuộc sống của mình, yên vui của mình và mặt chí đến mạng sống của mình. Xin hết lòng ca tụng Linh mục Phan Văn Lợi, hết lòng ca tụng Ngài Hứa Phi và hết lòng ca tụng tất cả những nhân sĩ trí thức cá nhân hay trong các tôn giáo cao đài, Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo. Chúng ta hãy cùng với nhau nối vòng tay lớn trong nước lẫn hải ngoại để đi tìm xin lỗi cho dân tộc. Ước mong Việt Nam của chúng ta sớm có dân chủ, tự do, dân giàu, nước mạnh, và chúng tôi đoàn kết một lòng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Xin cùng với nhau nhất tâm hướng về quê cha đất tổ của chúng ta đã đau thương ngàn năm ở dân tộc, bây giờ vẫn đau thương, tiếp tục mà đau thương bây giờ cái dạng nó còn hơn thế nữa, đó là nguyện cộng và tổng cộng. Chúng ta nguyện cầu ơn trên bằng cái sự bình an và sự may mắn giải nạn cho quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý ngài và toàn thể quý vị. Tôi cùng mạnh với ông đang tới lên đây trong cái ngày vinh danh một trên lịch sử của chúng tôi. Với chiếc áo trắng này có lẽ còn mới đối với đồng bào ở hải ngoại, nhưng mà chúng tôi thấy rằng chắc quý vị qua bao nhiêu chuyện trình bày thì đã thấy rằng cái tình hình trong nước. Hôm nay tôi trình bày nhân dân phó đại diện ngoại vụ của tổ chức Hội Thánh Em Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, là một tổ chức cố gắng làm thế nào đưa ra cho thế giới biết được chúng tôi là những người tín đồ của Cao Đài gốc, trong đó Hứa Phi là một. Chúng tôi không lệ thuộc vào cái tổ chức Cao Đài Quốc Doanh chính do nhà nước lập ra năm 1997. Chúng tôi có bổn phận đưa ra quốc tế những hình ảnh hiện nay của Cao Đài gốc 1926 bị đàn áp, bị tước đoạt thanh thân như thế nào. Đó là cái bộ phận của chúng tôi. Do đó, hiện nay chúng tôi đã trình chánh với chánh ở chánh quyền của Texas. Đây là cái giấy tờ của chúng tôi đã có. Chúng tôi đã làm đúng theo pháp luật Hoa Kỳ và được hoạt động khắp năm châu, trong đó có Việt Nam. Tờ giấy này sẽ đứng ở trên bàn của Chủ tịch của Cộng sản Việt Nam để thấy rằng tất cả mọi việc phải có cái pháp lý của nó. Và để nói rằng chúng tôi làm việc có cương kỷ. Vâng, hiện nay chúng tôi phải đi thu gom lại có bao nhiêu cái tín đồ 1956 vẫn còn độc lập. Chúng tôi thu gom được là 15.000 người tín đồ của Đức Chí Tôn 1956. Chúng tôi đang tiếp tục để mà móc nối nữa, thêm nữa tiếp tín đồ để nói cho thế giới biết rằng chúng tôi vẫn còn đây, tín đồ gốc thờ phượng Đức Chí Tôn vẫn còn đây. Do đó chúng tôi đòi hỏi cái quyền được hành đạo tự do và đối xử công bằng, cũng như chúng tôi đòi hỏi những cái tài sản của chúng tôi bị mất mát phải trả lại cho chúng tôi. Và tất cả mọi tôn giáo bình đẳng, là huynh đệ, là anh em dưới mắt của Thượng Đế. Được trình bày như thế, tôi thấy rằng quý vị thông cảm và trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền ngày hôm nay. Thật là một vinh dự cho chúng tôi được đại diện cho Hội đồng Liên kết Phúc Nội Hải Ngoại Việt Nam.
một tổ chức có sự liên kết giữa các cái tổ chức ở hải ngoại cũng như là tôn giáo và cộng đồng ở hải ngoại cũng như là trong Việt Nam, mà trong đó có chánh trị sự Đô Văn Hội cũng như là linh mục Phan Văn Lợi, có hòa thượng Thích Không Tánh, có bên có mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và bên Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Thật là vinh dự cho chúng tôi được có mặt ngày hôm nay và đại diện cho chánh trị sự Hữu Phi để nhận một cái vinh danh, một cái giải thưởng. Nó là về tinh thần, điều này nó hết sức là quan trọng, bởi vì khi mà tất cả chúng ta cùng vinh danh cho những cái người mà đang đấu tranh ở trong nước, mà chúng ta đã biết là trong nước là cộng sản độc tài toàn trị, thì luôn luôn là tiêu diệt tôn giáo, đàn áp những người đứng lên đấu tranh, mà quý vị đây sẵn sàng chịu lãnh nhận những cái đòn thủ, những cái đàn áp mà đứng lên như thế đó, thì chúng ta hết sức là phải nói là chúng ta vinh danh và vinh dự ngày hôm nay, thì đó là một điều chúng tôi rất sức là hết sức là hoan nghênh và cảm ơn tất cả. 2.500 đồng coi như là một cái gì rất là thực tế để mà ủng hộ cho cái công cuộc đấu tranh của các vị đó. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có thể tổ chức cái buổi lễ vinh danh và trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Thị Bình năm nay bằng món tiền cụ thể. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tới đây tham dự một cách hết sức đông đảo. Điều đó sẽ làm ấm lòng cho tất cả những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt cho tự do tôn giáo. Vâng, và đồng thời đó cũng là một cái niềm an ủi và là một cái sự an sự và một cái niềm vinh hạnh cho chúng tôi trong ban tổ chức. Một lần nữa